Ok, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Hiện tại thì tôi đang đứng ở vị trí này là vị trí ngã tư giao giữa đường Đinh Tiên Hoàng và đường quốc lộ 1A, và đây chính là khu vực chợ. Đấy, chợ Cam Lâm ở thôn Bãi Giếng 1. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa anh chị vào xem một cái khu đất ở rất là gần cái khu vực ngã tư này. Đấy, đi vào cách khoảng độ có khoảng độ 300-400m thôi. Đâu cái ngõ của chúng ta đâu rồi. Đấy. Đây rồi, đây rồi. Đây. Anh chị vào đi xem cái khu đất này. Khu đất này thì cái vị trí của nó rất là gần với cái ngã tư, rất là gần với ngã tư Đinh Tiên Hoàng giao quốc lộ 1A. Từ đây đi vào con đường hiện tại mà tôi đang đi vào ở đây thì nó sẽ xa hơn là con đường quy hoạch trong tương lai. Cái đường hiện tại tôi đi vào thì nó chỉ rộng khoảng 4m thôi, là đi vào mất khoảng 400m, nhưng mà tương lai thì nó sẽ làm một con đường quy hoạch đi thẳng vào là rộng 16m, đi thẳng vào khu đất. Đấy, thì nó chỉ là đi vào nó mất khoảng hơn 200m mà thôi. Đấy, đây là một cái vị trí khu đất mà tôi đánh giá rất là tiềm năng. Khu này thì nó được mở bán vào cách đây khoảng 1 năm rồi, vào đầu năm 2021. Thì lúc đó là họ bán với cái giá là từ 7 cho đến 9 triệu. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện tại thì thị trường đã có một số những cái tiến triển rất là tốt, nên là giá nó đã rơi vào, tăng theo giá thị trường, rơi vào bây giờ phải hơn 10 triệu rồi. Bây giờ nếu anh chị muốn mua ở những cái vị trí như thế này thì giá bắt buộc phải hơn 10 triệu. Tôi nghĩ rằng là phải tầm từ 11 cho đến là 12 triệu ở những cái vị trí như thế này. Đấy. Đây tôi đánh giá đây một tín hiệu rất là tốt. Nhiều anh chị thấy rằng là đây là một cái điểm mà nhiều khi thấy giá tăng rồi chúng ta lại tiếc, nhưng mà chúng ta không được gì phải tiếc cả. Bởi vì với cái giá này anh chị đầu tư nó lại rất là an toàn, bởi vì những cái quy hoạch gần như là nó đã rất là chắc chắn rồi. Đấy. Nhiều khi chúng ta đầu tư ở cái giai đoạn đầu chúng ta được cái giá tốt, nhưng mà chúng ta lại phải chấp nhận cái rủi ro cao hơn, rằng là những cái quy hoạch nó chưa thực sự là rõ ràng. Đây rồi, đây khu đất chúng ta đây rồi. Đấy. Đường giải nhựa là rộng 7m. Đấy, đường giải nhựa rộng 7m. Rất là đẹp. Đấy. Khu đất chúng ta đây rồi. Đấy, đường giải nhựa rộng 7m. Ô tô đây chắc chắn là tránh nhau quay đầu thoải mái. Điện đường trường trạm là xong hết rồi. Cột điện, đèn đường đây. Để tôi sẽ chỉ anh chị cái vị trí mà sau này cái đường quy hoạch là 16m nó sẽ cắt vào. Khu này thì được cái là nó bám cái trục đường Đinh Tiên Hoàng của chúng ta. Đinh Tiên Hoàng hiện tại là trục đường chính, trục đường duy nhất nối từ bờ biển Bãi Dài vào trong trung tâm của Cam Lâm. Và khi cao tốc thông xe thì chắc chắn đây sẽ là cái tuyến đường mà khách du lịch họ sẽ đi vào qua cao tốc. Đây chính là cái vị trí mà cái tuyến sau này cái tuyến đường quy hoạch mở rộng nó sẽ cắt vào cái vị trí này anh chị ạ. Đấy, và đi vào cái khu đất của chúng ta. Đấy, rồi. Rồi. Đó. Khu này thì vừa gần chợ này, vừa gần trường học này. Đi ra chợ khoảng độ 300m này. Trường học cũng ngay ngã tư này. Đấy, đi ra biển thì mất khoảng độ 3,5 cây 4 cây này. Đấy. Rồi là bám trục Đinh Tiên Hoàng, thì Đinh Tiên Hoàng tôi nghĩ rằng là những anh chị mà đã tìm hiểu ở Cam Lâm thì chắc chắn là biết đến đường Đinh Tiên Hoàng, có lẽ tôi cũng không cần phải nói quá nhiều về Đinh Tiên Hoàng nữa. Với cái vị trí như này bây giờ tôi thấy là một số những anh chị nhà đầu tư F1 họ có mong muốn thanh khoản lại ở cái mức giá thị trường rơi vào khoảng từ 11 cho đến 12 triệu. Thì tôi đánh giá là vị trí này anh chị cũng hoàn toàn là đầu tư rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Một cái mức giá mà tôi đánh giá là nó đủ thấp để chúng ta vẫn còn rất là nhiều những khoản lợi nhuận. Đấy. Và nó đủ cao để cho chúng ta thấy một cái mức giá an toàn. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy thị trường hiện tại là đầu năm thì giá khoảng độ từ 8 đến 9 triệu đúng không ạ? Đấy. Còn đâu bây giờ là cuối năm thì giá nó tăng lên từ 11 đến 12. Rõ ràng đây là một thị trường sống chứ không phải một thị trường chết. Có nghĩa là đầu năm nó 7-8 triệu và cuối năm nó vẫn là 7-8 triệu. Đấy. Thì tôi đánh giá ở đây anh chị đầu tư nó vừa an toàn về mặt pháp lý khi đã có sổ đỏ thổ cư, và nó vừa an toàn về mặt lợi nhuận khi mà nó vẫn còn cái zoom lợi nhuận rất là tốt. Tôi nghĩ rằng là anh chị đầu tư ở đây khoảng độ 2 năm nữa nó tăng lên 20-25 triệu là cái việc hoàn toàn là bình thường ở những cái vị trí tốt như vậy ở Cam Lâm, với những quy hoạch rất là rõ ràng rồi. Cao tốc Bắc Nam 2023 thông xe,
những cái resort của Vin thì bây giờ đang đi vào hoạt động rồi, cộng với cả những cái đề xuất dự án của Vin thì gần như là đã được phê duyệt. Và những cái vị trí này của tôi là nó cách cái Vinpearl nó rơi vào khoảng độ 5 km, rồi cách cái khu đô thị công nghiệp cũng rơi vào cũng tầm khoảng độ 6 km đấy. Và quan trọng nó nằm ở trung tâm của Cam Lâm. Ok, đó là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với anh chị về cái khu đất này. Nếu như anh chị có nhu cầu mà tìm hiểu những cái vị trí đất mà ven những cái khu trục Đinh Tiên Hoàng này, anh chị hãy cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại hoặc kết nối với tôi qua Zalo mà tôi đã để ở phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái khu đất tiếp theo.